this one right, like, this one right here, with the bumpy, mama mia, mama mia. Bây giờ thì tụi Hoa đi đâu nè? Đi dong nhau, đi bộ. Đi bộ. Đi bộ trong rừng. Yeah. Giờ tụi Hoa sẽ đi bộ vào trong rừng để tham quan. Cái này là cái đường đi vào rừng á. Xa xa có nguyên cái bụi hoa màu tím đẹp lắm. Những ngày ở Scotland thì tụi Hoa cũng không có đi tham quan nhiều, đó là tại vì cái thành phố mà của Marseille ở thì nó cũng nằm khá xa so với những cái địa điểm du lịch khác. Nếu mà muốn đi thì nói chung là coi như là mất nửa ngày. Bởi vậy là thôi là tụi Hoa cứ đi dạo vòng quanh cái làng mà của Marseille ở để tham quan. Cái này nó giống như là một cái cung đường đi bộ để tham quan vậy. Thì từ ở trong rừng mình sẽ đi bộ dần dần lên theo cái đường chân núi. Ở hai bên đồi là sẽ có những cái con cừu nè, tức là người ta chăn nuôi gia súc xong người ta để thả cho nó đi tự do như vậy đó. Đó là gì vậy đấy? Không biết bạn kia biết. Cái này là cái mỏ bạc á. Hồi xưa là người ta khai thác ở đây nè. Trên đây nó nói đây là cái mỏ bạc. Cái chỗ mà nó có cái hàng rào đó thì là ở trong đó là cái mỏ bạc á. Hồi xưa là người ta đi vô đó người ta khai thác. Bây giờ thì chắc hết bạc rồi nên chỉ đóng lại vậy thôi. Si tu tombes, tu n'es pas mort, allez. Mát không? Mát không? Lạnh. Lại hả? Nó lạnh. Đây có con suối nhỏ dễ thương quá à. Suối rất là bé xíu. Oh my god, this is just amazing. Frankly, I've been eating like for forever. I think this is, you know, this is most likely one of the best, you know, dessert I've been having for like for eons, frankly. I mean, this one right, like this one right here with the bumpy, mama mia, mama mia. Le ban... it is oh wow, like, no. Le bumpy, wow. Y a plus rien du tout. Mm-hmm. Manger. J'arrive pas à arrêter, hein. Alors ça c'est Keo Metchun, c'est ça? Ouais c'est ça. Keo Metchun, oh là 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 là, mon dieu. C'est juste excellent, hein. Moi je déménage au Vietnam, mais j'ai déjà tout mangé, hein. Il y a la moitié de manger. Ah oui, moi je déménage au Vietnam, c'est bon. En une semaine, ouais. Voilà, je déménage pour deux raisons. Keo Metchun et Ban Pi. Ah ouais. Et mon nom c'est Marcel Nguyen. Voilà. Comme ça c'est réglé. Comme ça. Tout le monde est content.
Sorry, I started in English and then I'm swapping to French. Non, mais c'est bon, il y a beaucoup de Français qui regardent aussi, t'inquiète. Ah non, 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 non. Et en plus, ça me pousse à me poser des questions de fou. Mm. Qu'est-ce que je fous? Ah là, c'est pas la bouffe anglaise, là, Marcel. Hein. Ah non, on n'y est pas du tout. Mm. Vive le roi au passage, mais franchement, pour la bouffe, on est des nazes. Hop. Tu vois, je. Keo, mecho. Oui, il a tout mangé le. Ah, j'ai tout bouffé, mais c'est le stress aussi qui fait ça. Hein. Parce qu'il faut savoir que le banpi, c'est bon contre le stress. Hein. C'est très bon. Ouais, c'est bon. Ah, oui. Oh, il y en a plus que trois. Bon, bon. Donc, messieurs, dames, si vous me voyez un jour au Vietnam pour le cadeau, hein, si vous voulez m'en faire, monsieur, hein, c'est le Keo Mek Chong ou le banpi. Hôm bữa là bánh pía, bây giờ lại tới kẹo mè sửng. Trời ơi, hai cái món này hay là Mạc Sen mê rồi. Cái lý do tại sao mà Hoa chỉ có thể là mời Mạc Sen là ăn thử những cái món bánh ngọt của Việt Nam mình á, đó là tại vì khi mà mình bay từ Pháp qua Anh á, thì mình không có thể mang được đồ ăn. Nếu mà mình mang đồ ăn á, thì lỡ mà nhập cảnh bên kia là nó qua biên, tức là qua bên hải quan á, nó phát hiện xong rồi nó phạt tiền chết nữa, cho nên thôi mang bánh kẹo để chắc ăn. Anniversaire improvisé, right. Mais anniversaire quand même. Mon anniversaire, c'est en septembre. Bon, on le fait à l'avance. C'est un peu en avance, mais ça ira. Cứ mỗi lần mà vào bàn ăn là Mạc Sen là sẽ hát chúc mừng sinh nhật, là tại vì Mạc Sen kêu là hồi nhỏ là cứ mỗi lần mà tới sinh nhật là mới được ăn ngon. Thành ra là mấy bữa nay tụi Hoa qua, tụi Hoa nấu xong rồi ngon quá, cho nên là phải hát chúc mừng sinh nhật lại. Ăn ngon cứ như là được đi ăn sinh nhật của ai đó vậy. Tại vì anh sống ở bên này có một mình mà cũng dễ ăn, cho nên là cứ ăn đồ mà ở trong siêu thị không à, chứ cũng không có nấu nướng gì nhiều, với lại công việc cũng bận nữa. Ça c'est sûr. Ah mais moi je te ferai une guide, Marcel, on le fera, hein. Je te dis, on le fera. Hein. Je risque de la faire rigoler au cercle, mais ah non, mais si on arrive nous deux, Marcel, on est... Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn. Hôm nay là ngày mà tụi Hoa sẽ về lại Pháp. Thì từ cái nhà của Mạc Sen là sẽ phải đi tàu điện, xong rồi sau đó là mình đi ra sân bay. Anh thấy phòi phạt vậy? Đi về nhà. Sáng nay hai đứa dậy lúc 4 giờ. Bây giờ thì là 7:30. Giờ tụi Hoa đi tới cái cổng, nhưng mà còn phải đợi tới 1 tiếng nữa thì mới tới giờ bay. Nhưng mà thà đi sớm như vậy á cho nó thảnh thơi, mình không có gấp gáp. Không có gấp. Ừ. Bon, ça souffle facilement, non? Hein, quoique. Vas-y, tu me diras ce que t'en penses des gâteaux anglais. Ah ben, on va voir. Enfin, écossais, pardon. Écossais. Tu trouves c'est comment par rapport au gâteau C'est pas comme les autres, mais c'est bon. C'est bon? Bon quand même, si. Ouais, t'as trouvé ça, hein? Merci Marcel. Ah, c'est beau la campagne. Merci Marcel.
Hoa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây nha. Video tiếp theo thì tụi Hoa sẽ quay trở lại với cuộc sống nông thôn ở vùng quê nước Pháp. Mong là cô chú anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của tụi Hoa nha.